trong cái nguyên phần đó thì nó có ba cái mô đun. Trong đấy là thứ nhất là cái mô đun về quản lý về các cái xét nghiệm, hệ thống của xét nghiệm như là từ lúc chỉ định này, xong rồi là nhập vào máy này, xong rồi làm và chuyển đổi. Cái thứ hai đó là cái hệ thống mà để nhận bệnh phẩm, tự động nhận bệnh phẩm bằng cái phần mềm quản lý đấy, thông qua cái hệ thống của bệnh viện. Cái thứ ba đó là cái phần mềm là về quản lý chất lượng, đấy là cái phần mềm QC. Đây là phần mềm QC này. Bình thường thì nếu như không có phần mềm đấy thì sẽ phải làm cái nội kiểm đấy, và sau khi làm nội kiểm ra thì phải vẽ cái biểu đồ logosynthin ở trên cái Excel. Thế còn nếu mà có cái phần mềm điện tử đấy thì phần mềm quản lý chất lượng đấy QC thì tự bớt kết quả từ ở trong máy ra cái phần cái máy chạm, và họ sẽ vẽ biểu đồ lên cho mình, và khi đầu giờ sáng làm các cái xét nghiệm đấy thì sẽ có cái biểu đồ đó luôn, và mình xem là có nằm trong khoảng tin cậy hay không để cho để tiếp tục là xét nghiệm cho bệnh nhân. Đấy là có cái phần mềm được quản lý. Còn riêng cái hệ thống về quản lý ILO này thì nó có rất nhiều các cái mục. Thế mà trên cơ sở tất cả bệnh viện đã áp dụng cái tiêu chuẩn đánh giá mức chất lượng bệnh viện theo cái quyết định 2429 của Bộ Y tế. Thì trong đấy thì có 12 cái chương. Thì sẽ cũng cần so với lại cái ISO này tương đương khoảng có khoảng 90-95%, thì hầu hết các bệnh viện cũng đã làm cái phần 2429 theo cái đấy rồi. Thế thì cái ISO này là cái bước cuối cùng trong cái mức thang điểm của cái 2429. Thế thì ISO là nó hoàn thiện hơn. Thế thì trong cái quá trình làm như thế này thì thực ra là để trước đây của chúng ta làm là cũng là theo các cái quy trình đấy, nhưng chúng ta làm rồi mà chúng ta không viết lại, hoặc chúng ta làm rồi và không có cải tiến đi mà chúng ta vẫn cứ theo cái thói quen đấy làm. Nhưng mà riêng cái làm ISO này thì nghĩa là chúng ta làm như thế nào thì chúng ta viết ra quy trình như thế, và viết quy trình như thế rồi thì tất cả mọi người đều phải thực hiện theo quy trình đó. Và khi thực hiện theo quy trình đó rồi thì chúng ta lại là viết thành làm thành cái hồ sơ để mà là lưu nó lại để nó có cái bằng chứng khoa học. Đấy thì là nó sẽ phải mất cái thời gian hơn, chắc chắn là phải có mất thời gian hơn. Thế so với bình thường chúng ta làm, vì chúng ta mọi lần khi chưa làm cái ISO thì chúng ta có thể làm hoặc là gọi điện, ví dụ như lâm sàng, đấy, đơn cử như lâm sàng có một cái mẫu bệnh phẩm mà bị thất lạc hoặc là bị vỡ hồng cầu, hoặc là kết quả nó không tương xứng với lâm sàng alo lên, cái thì khoa xét nghiệm sẽ xem lại làm lại và trả kết quả, và không ghi, không lưu, không gì cả. Ở đây thì cái ISO này để lại có một cái bước là cái sự không phù hợp. Thế bây giờ cái sự không phù hợp là gì? Ai là người đã gọi điện đến, ghi tên tuổi, nội dung cái cuộc gọi đấy là gì, và cái phương thức là cách thức giải quyết là như nào, ai là người giải quyết và ai là người xem xét, thì lúc đấy nó hoàn thiện một cái hồ sơ và ta lại lưu lại, thì nó sẽ phải mất cái thời gian. Và khi đấy thì cuối năm hoặc là đánh giá người ta sẽ xem xét ra là cái mức độ mà cái sự phản hồi của khách hàng, hoặc không hài lòng của khách hàng, hoặc là những cái sự không phù hợp đấy có nhiều hay không, để từ đấy chúng ta mới cải tiến. Thì lúc đấy chúng ta có một cái cơ sở để cải tiến. Nên tại sao là cái khoa này lại vỡ hồng cầu nhiều như thế, chúng ta phải nhằm vào tại chúng ta phải cải tiến. Hoặc là cái kết quả này tại sao lại đưa muộn như vậy mà ảnh hưởng đến bệnh nhân, thì cũng đến có một cái là chúng ta có một cái cải tiến, thì cái ISO này nó sẽ mang lại những cái phần đấy để mang lại cái chất lượng hơn. Nhưng mà ngược lại là chúng ta phải mất thời gian, là chắc chắn là chắc chắn đấy, và có phải phân công những cái của cái người trong khoa, ai là quản lý chất lượng, ai là quản lý về kỹ thuật, ai là quản lý về an toàn sinh học, ai là quản lý về nội kiểm ngoại kiểm, thì phải phân công cho trách nhiệm rõ ràng.